Một lần chơi lớn, chàng trai đầu tư quà khủng để tặng nóc nhà mà cái kết thì nó lạ lắm. Chẳng là nhân dịp kỷ niệm, chàng trai muốn làm điều gì đó bất ngờ để hâm nóng tình yêu nên đã quyết định chơi lớn. Khá khen cho anh có sự đầu tư và tham khảo trên mạng thì cũng tặng một bó hoa hồng, một chùm bóng bay và kèm theo đó là chiếc iPhone 14 Pro Max được buộc bởi sợi dây nối với chùm bóng. Tưởng chừng như món quà này sẽ khiến cho nhóc nhà phải châm trồ thì anh lại có một pha xử lý không thể nào ngờ tới. Ôi trời ơi! すぐすぐすぐ! Người thì chưa được nhận quà, mà iPhone 14 Pro Max đã không cánh mà bay. Nhìn món quà anh tâm huyết nhất, cứ thế mà bay cao bay xa, khiến nhiều anh em khác phải suýt xoa. Không biết là liệu khi bóng bay lên cao, chiếc điện thoại ấy rồi sẽ đi về đâu? Đen thôi, đỏ quên đi. Mong rằng ở những lần tặng quà sau thì anh trai hãy cẩn thận, đừng tự làm khó mình nữa nhá. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Trends biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.